Xin chào mọi người đã đến với kênh Làm Sao Biết Được TV. Hôm nay là một bài về giới thiệu cho mọi người cách xem gọi là những người được hưởng tài lộc từ tổ tiên, những người thân trong gia đình cho. Thứ nhất là cho về tiền nè, thứ hai là cho đất đai, thứ ba là cho nhà cửa. Thì những ai mà có những dấu hiệu như mình mô tả trong cái video này thì chắc chắn là sẽ được đất đai, tài sản và tiền bạc. Dấu hiệu đó là dấu hiệu như thế nào? Thì mời mọi người xem video này, theo dõi video này nha. Đầu tiên là mọi người để ý nè, từ cái đường sinh đạo, đầu đường sinh đạo nó sẽ xuất hiện một cái đường người ta gọi là đường mộc tinh. Như đây, thì mình vẽ cho màu rõ ràng mọi người xem. Đây đường sinh đạo nè, từ cái đầu đường sinh đạo này xuất hiện một cái đường người ta gọi là cái đường cong này, gọi là đường mộc tinh này. Ha, những ai mà có cái vòng mộc tinh này, những người này sẽ được lộc, được tiền hoặc là được cho đất đai, nhà cửa. Nhà mà những người mà cho bạn cho những người này nè, ai mà có dấu hiệu này thì cho là những người là thuộc về người thân trong gia đình, có thể là anh em, cha mẹ, ông bà, những người họ sẽ cho một số tài sản, tài sản là lớn nha. Và mình đã xem cho rất là nhiều người rồi, và những người mà có cái vòng này á là hầu như là đã được cha mẹ anh em cho đất đai, cho tiền, cho tiền. Có người được cho nhà, bạn ở Cà Mau thì được cho nhà, bạn ở Đà Nẵng thì được cho tiền để mua đất đai. Còn một bạn thì ở Khánh Hòa, một bạn này Khánh Hòa thì trước cách đây khoảng một tháng mình có xem cho các bạn này ở Khánh Hòa, bạn này có một cái vòng mộc tinh đây đó, mà nói là em có một cái tài sản được cho đất đai. Thì bạn này có xác nhận được điều là đúng rồi anh, tại vì là ba mẹ mất hết rồi, thì sau đó thì ba mẹ có cho lại cho đất đai á, khi mà mất đi thì có đất đai để lại, là chia lại cho những người, cho anh em, thì mỗi anh em thì được hưởng cái miếng đất đó ở Khánh Hòa. Nhưng mà có một điều rất là may mắn, điều kỳ diệu ở trong đây là bạn này trong này á có một chữ thập trong này, thì mình có nói với bạn này là không biết sao nhưng mà đây là chữ thập này là rất là may mắn, sẽ là báo hiệu cho một cái tài sản lớn đến, chúng có thể trúng số vậy đó. Vòng tay rất là rõ ràng, nhưng mà bạn này nói trời ơi anh ơi, em đang làm là kế toán thôi cho một công ty ở bên quận 1 á, thì còn vợ nhà ở nhà thì nuôi con thôi, em không biết em làm gì mà em cũng chẳng mua giấy số gì hết trơn á. Nhưng cái tại vì có chữ thập rõ ràng ở đây thì là vừa rồi á, mọi người có biết đó là dự án của bên Vingroup, họ làm một cái cũng như là thung lũng silicon tại Việt Nam á, giống như là khu một khu công nghệ cao á tại Khánh Hòa. Thì cái miếng đất mà bạn này được cha mẹ để lại cho đó, thì cái dự án này nó lại nằm, cái miếng đất của bạn này lại nằm trong cái dự án này, trong cái khu này thì được đền bù và đang được áp giá đền bù. Thì vừa rồi cách đây cũng mấy ngày thì bạn có gọi lại chứng minh, nhắn tin lại nói là anh ơi em chúng được là được áp giá đất mà vừa rồi anh xem anh nói với anh đó, thì bây giờ được áp giá rồi, chứ bậc điện bù này chắc là cái tiền này đúng không anh. Ok, đây là một cái dấu hiệu rất là may mắn, mà ai có dấu hiệu này thì chắc chắn sẽ được. Còn những ai mà nó đang hiện tại cái dấu hiệu này nè, cái vòng mộc tinh này nè, nó đang mờ thì sẽ chưa đến với mình thôi, mình chưa có phước để nhận nó thôi, hoặc là nó bị đứt đoạn thì tạm thời nó đang còn gián đoạn ở vị trí nào đó, gián đoạn ở khu vực nào đó, có thể là do mình tích phước chưa đủ, hoặc là có thể là nó còn ở đâu đó mà mình chưa đủ phước để nhận cái đó. Nhưng mà ai mà có rõ ràng như thế này, một vòng hay là hai vòng gì khu vực này cũng được ha, thì đều được nhận được sự giao hộ gọi là quý nhân cho tiền, cho bạc. Thứ hai nữa là mọi người để ý ngay khu vực này nè, có thêm có cái dấu hiệu người ta gọi là chữ điền ha. Chữ điền như thế này mọi người, đó khu vực này, tại vì á khu vực này có chữ điền, đây là dấu hiệu cũng được cho đất đai nè, khu vực này sẽ cho được cho đất đai, cho được gia đình mình, ông bà cha mẹ, để gọi là những cái dấu hiệu của tài lộc. Những ai mà có dấu hiệu này chắc chắn sẽ được những người trong gia đình giao hộ cho mình, tại vì nó liên quan đến đường âm đức nè,
đây là đường âm đức. Những ai mà có cái đường này thì mọi người cũng biết đây là đường quý nhân phụ trợ mà ha. Từ cái đường quý nhân phụ trợ âm đức này có cái chữ điền, thì có điền sản, có đất đai, và được phần lớn thì những người có dấu hiệu này thì thường thường được cha mẹ ha, được cha mẹ cho lại đất đai tài sản. Tuy nhiên phải để ý thế này, nếu mà chữ điền này nè có nhiều đường mà nó cắt phá vào cái chữ điền này, thì ví dụ như đây có nhiều đường nó phá vào cái đường này như thế này, nó phá cái đường này làm cái chữ điền này nó bị nát đi, thì nó không, mình sẽ không được tiền, không được đất đai tài sản nữa. Mà cái này là dấu hiệu của phá tài. Phá tài là sao? Mình có đất đai nè, mình có tài sản nè, mình phải bán hết nó đi. Cái đất đai tài sản nó không đến được, không thể cho mình được. Và nếu mà có cho thì mình cũng phải bán nó đi để trả nợ hay làm ăn thất bại ha, làm ăn thất bại. Nếu mà cái này mà nó dịch lên xíu này, trên này cũng được, khu vực gò hỏa tinh thứ nhất thì cũng được nha. Đó, miễn sao là khu vực này có những cái dấu hiệu như thế này thì những người này chắc chắn là sẽ được. Đó, ông bà cha mẹ anh em sẽ tặng cho mình. Và những ai mà có dấu hiệu này mọi người cứ an tâm, nếu mà chưa được thì mình có thể là làm phước, cầu phước gì đó. Hoặc là có nhiều bạn á là đã gọi là trì chú hay là thực hiện những cái việc từ thiện phóng sinh hay là gì đó làm tốt á, thì tự nhiên là lúc là cái những tài sản này lấy sớm hơn. Còn không thì cứ an tâm đi, nó sẽ đến thôi. Tại vì có dấu hiệu này, có dấu hiệu của liên quan đến đất đai hay tài lộc thì sẽ đến với mình nha, tất nhiên sẽ đến với mình. Có những dấu hiệu ngay chữ điền đây cũng được nữa, có chữ điền đây thì cũng có tài sản nữa ha, có tài sản nữa chứ không phải là không có. Đây chữ điền đây, chữ điền đây mà ai mà có thuộc chữ điền chữ chỗ này nè cũng được tài sản đất đai, cũng được là cho nha ha, được là anh em, được ông bà cha mẹ cho, cũng được gọi là hưởng được cái lộc về đất đai tài sản ha. Đó, những cái dấu hiệu này là những cái hiệu rất là tốt, may mắn, và không phải ai cũng có nha, không phải ai cũng có dấu hiệu này đâu. Có nhiều người trong bàn tay không có được hưởng lộc này, những người nào có phước lắm, phước tốt lắm ha, phước tốt. À, có thể là may mắn từ kiếp trước làm những cái điều tốt đẹp tốt lành thì kiếp này được hưởng những cái lộc đất đai tài sản, chứ không phải ai cũng có, chứ không phải bàn tay người nào cũng có những cái dấu hiệu này. Và những ai mà có dấu hiệu này thì tuyệt vời đó. Đây là dấu hiệu may mắn. Rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Nếu mọi người thấy hay và có ý nghĩa, xin mọi người hãy cho mình một like, một đăng ký. Rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và cảm ơn mọi người. Xin chào.